Cường Thúy xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Phiên hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người cái mặt hàng kg, trâu kg các bác nhá. Hàng cân hoa màu xổ số này. Đây ạ. Phiên này thì em có tất cả là 10 mã nhá. Đây. Ngoài cái hàng kg ra thì cái hàng trậu thuần, trâu thuần và trâu thuần này, nhạn này, bát bảo tiên này nhà em còn số lượng lớn nhá. Nên là các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817 892 229 hoặc 0981 550 768 giúp em ạ. Sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng mã hàng một cho mọi người nhá. Cái mã số 1 của em này, mã số 1 của em có 10 cây, 350k. Mã số 1 10 cây nhá các bác nhá, 350. Châu Thái hoa màu xổ số mọi người nhá. Và ở video nào thì em cũng sẽ phải nhắc đi nhắc lại một cái vấn đề là cái giá mà nhà em báo đến mọi người là giá chưa bao gồm phí vận chuyển, nghĩa là nhà em không bao ship các bác nhá. Đây, mã số 1 của em có 10 con, 350k. Đây là mã hàng nhỏ này. Đó. Đây nha các bác nhá, các bác nhìn thấy chưa, cái đầu rễ của nó đã bật lên rồi nhá. Rễ nó đã bật hết ra rồi đây này. Đấy. Đây ạ, rễ này. Đây là những cái cây mà cái đầu rễ nó đã bật ra rồi, về là mọi người có thể ghép luôn được nhá. Đây, mã số 1 của em có 10 cây 350 này. Hàng đẹp nhá mọi người nhá, hàng đẹp này. Lá cứng cáp nhá. Em sẽ sang mã số 2. Mã 2 em có 7 cây 400 này. 7 cây nhá. 7 cây 400k. 1 này. 2 này. 3 này. Đây cây này là cây mẹ con này. Cây này là cây mẹ con các bác nhá. Đây này, 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 cây. Mã số 2 có tất cả là 7 cây 400. Xong mã 3 nhá. Mã 3 này của em cũng là 7 cây 450k. Mã số 3 7 cây 450 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 cây, mã số 3 7 cây 450k các bác nhá. Tiếp theo sang mã số 4. Mã số 4 là mã hàng cây to. 5 cây 500k. Đây, vòi hoa cũ này, vòi hoa lâu ở đây cho các bác nhé. 2 này. 3 này. 4 này, toàn bộ hàng đã ra rễ rồi nha các bác nhé. Toàn bộ hàng nó đã ra rễ rồi này. Đây ạ, 5 này. Mã số 4 của em có 5 cây 500k. Châu Thái bắc trụ và màu sổ số cả này nhá. Ở chỗ nhà em nó đang có công trình cái này nó hơi ồn ào một chút nhá, các bác không cảm ạ. Tiếp ạ, sang mã số 5. Mã số 5 của em là một cây mẹ con. Một cây mẹ con nhá, 700k này. 700k đây mọi người nhìn này. Nó đẻ con ở nách lá nhá, đẻ con ở nách lá này. 700k cho con số 5 này nhá. Đấy, cây này rất là to. Cây này rất là to ạ. Xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cặp lá. 9 cặp lá đấy ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cặp. 10 cặp rưỡi này. 10 cặp rưỡi này. Còn là cây mẹ con này. Đẻ con là nách lá nhá. Mã số 5, 800. Trời ơi, cây này to. Cây này quá to luôn nhá. Mã số 5 800 nhá các bác nhá. Anh xem mã số 6 này.
Mã số 6 của em 500k, có 6 cây. 6 cây 500k nhá các nhỏ. Đây. Một này. Hai này. Ba này. Đây này mọi người ơi, cây nào nó cũng ra ra rễ rồi nhá. Rễ này, rễ non nó bật hết ra rồi. Ba này. Bốn này. Năm này. 6 cây. Mã số 6 của em có 6 cây 500k. Mã số 6 6 cây 500k đúng không nhá? Đây ạ. Tiếp đến mã số 7. Mã số 7 này, mã số 7 5 cây 600 nhá. Cái hàng này nó mít mít ạ, cho nên là nó rất là nặng cân ạ. Đây này. Các bác nhìn nhá. Cây lá cứng cáp xanh mướt nhá. 2 này. 3 này. 4 này. 5 cây. Rễ này. Đấy, rễ non nó ra hết rồi. Mã số 7 5 cây 600. Toàn bộ là hàng chuẩn nhá các bác nhá, hàng chuẩn đẹp nhá. Mã số 7 có 5 cây 600k. Em sang mã số 8 đi ạ. Năm cây 550k. Đây. Một này. Hai này. Đang làm video các bạn ơi. Đang ở nhà một tí. Sau tí nữa con lúc video nó không gọi cho nó. Hai này. 3 này. 4 này. 5 cây. Mã số 8 5 cây 550k ạ. Em xem mã số 9 các bác nhá. Mã số 9 5 cây 520. Đây. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 cây, mã số 9 có 5 cây 520k các bác nhá. Đây. 520k này. Cái mã số 9. Xong mã số 10, mã cuối cùng của cái phiên này nhá các bác nhá. Mã cuối cùng của phiên này. Mã này toàn cây to thôi. Mã này toàn cây to. 5 cây 650k thì mã số 10 này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 cây. Mã số 10 5 cây 650 các bác nhá. 5 cây 650k cho mã số 10. Đấy. Phiên này thì em có tất cả là 10 mã nhá. Ngoài ra cái hàng chậu châu thuần thì em còn số lượng lớn nhá. Nên là các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0817 892 229 hoặc 0981 550 768. Bác cũng có thể qua nhà để xem trực tiếp nhá. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Đấy, sau đây thì em sẽ kết thúc video. Em chào các bác nhá.